Chào mừng các bạn đã trở lại với chương trình về lịch visa tháng 3 năm 2019 và dự đoán lịch visa tháng 4 năm 2019. Thì nhân dịp năm mới, năm Kỷ Hợi năm 2019, Vũ Nguyễn cùng vị trí chú mến chúc các bạn cùng gia đình an khang thịnh vượng, vạn sự như ý, sức khỏe và nhiều sự may mắn, đặc biệt là lịch visa tăng nhanh để các bạn cùng sớm đoàn tụ với gia đình. Sau đây là lịch visa tháng 3 năm 2019. Mời các bạn theo dõi nhé. Lịch visa tháng 3 năm 2019 F1 ngày 22 tháng 10 năm 2011 tăng 4 tuần. F2A ngày 8 tháng 1 năm 2017 tức là tăng 5 tuần. F2B ngày 1 tháng 8 năm 2012 tức là tăng 12 tuần. F3 ngày 8 tháng 9 năm 2006 tức là tăng 3 tuần. F4 ngày 22 tháng 9 năm 2005 tức là tăng 12 tuần. Chúc mừng F2B và F4 tăng 12 tuần. Tiếp theo là dự đoán lịch visa tháng 4 năm 2019. Thì việc di trú đưa ra cái dự đoán của vị di trú, các bạn là theo dõi cái lịch dự đoán nhé, và đưa ra cái dự đoán của riêng mình và comment ở phía dưới để xem cái dự đoán của chúng ta nó chênh lệch và nó chính xác như thế nào cho tháng tới. Mời các bạn theo dõi. Dự đoán lịch visa tháng 4 năm 2019 F1 ngày 8 tháng 11 năm 2011 tức là tăng 2 tuần. F2A ngày 1 tháng 2 năm 2017 tức là tăng 3 tuần. F2B ngày 15 tháng 9 năm 2012 tức là tăng 6 tuần. F3 ngày 1 tháng 10 năm 2006 tức là tăng 3 tuần. F4 ngày 22 tháng 10 năm 2005 tức là tăng 4 tuần. Cảm ơn các bạn đã xem lịch visa tháng 3 năm 2019 và dự đoán lịch visa tháng 4. Các bạn đừng quên nhấn subscribe và like để theo dõi những cái video clip về di trú và dự đoán cũng như và lịch visa mới nhất để cập nhật cái hồ sơ của mình nhé. Cảm ơn các bạn, chào tạm biệt.